Chào mừng anh chị đã đến với kênh chứng khoán Năng Đến. Thì hôm nay thì em sẽ nói về cổ phiếu Shell, và em sẽ đi qua về một chút về là cổ phiếu Shell, liệu cổ phiếu này có quay lại cái đỉnh cũ, có đã tiếp tục là đi lên và quay lại, liệu có thể quay lại cái đỉnh cũ của năm 2020 2022 là giá 70 hay không, liệu cổ phiếu này đã có điểm mua điểm bán đẹp chưa. Và trước khi em trả lời câu hỏi đấy thì hôm nay em sẽ đi qua về tổng quan về doanh nghiệp này một chút, và sẽ có những đánh giá và nhận định của riêng em trên cái cổ phiếu này. Thì đầu tiên là cổ phiếu Shell, thì là cũng là một cái cổ phiếu mạnh trong tập đoàn trong ngành bất động sản. Và cổ phiếu phụ của phía Shell này thì hoạt động chủ yếu là trong lĩnh vực bất động sản và du lịch và nghỉ dưỡng. Hiện tại thì quỹ đất của Shell thì khá là lớn. Shell hiện tại có khoảng 15 dự án với quỹ đất khoảng hơn 1.000 hecta. Đến nay thì mới được khai thác được khoảng 260 hecta, và còn khoảng 80 hecta nữa đang trong quá trình khai thác. Tập đoàn này thì cũng rất tích cực trong các làm việc với các địa phương như thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Khánh Hòa để đề xuất một số dự án. Và trên địa bàn kinh doanh ấy thì những cái khu vực có tiềm năng phát triển du lịch và tiềm năng khai thác ấy thì ở Quảng Ninh, Nha Trang và Phú Quốc thì Hà Nội thì cũng được các trong tập đoàn này cũng được khai thác và khá là ổn định. Và tiếp theo nữa là em sẽ đi qua về sức mạnh tài chính của Shell. Về nhìn chung ấy, tổng quan ấy thì doanh thu và lợi nhuận quý 3 của Shell thì sụt giảm so với cùng kỳ. Tuy nhiên thì về vĩ mô ấy thì cũng vẫn vẫn còn ổn định, và hiện tại thì cũng không đáng lo ngại lắm. Trong nền kinh tế hiện tại thì cũng đang gặp khó khăn và đang trong quá trình phục hồi, nên là điểm chung của ngành bất động sản cũng đang trong quá trình tháo gỡ khó khăn. Và nền kinh tế nói chung thì một số doanh nghiệp dịch vụ nghỉ dưỡng thì doanh thu thì lợi nhuận cũng đều sụt giảm, và đây là điều dĩ nhiên là không không tránh khỏi. Thể hiện doanh thu của Shell ấy thì thấp hơn so với mấy năm trước, chỉ có khoảng 10 tỷ lợi nhuận thôi. Nhưng bù lại thì mảng kinh doanh bất động sản của Shell cũng tương đối ổn định, và giá vốn là vốn đầu tư là cũng khá thấp, lợi nhuận thì gộp thì cũng tăng đến khoảng 61,8%. Anh chị có thể nhìn thấy cái bảng chi tiêu doanh thu của quý 2, quý 4 đến quý 2 và quý quý 3 2023 thì nhìn chung thì doanh thu cũng đều ổn định hết và không có cái gì là đáng lo lắng nhiều. Về tiếp theo nữa là về cái doanh thu bán hàng và dịch vụ cung cấp ấy, thì doanh thu bán hàng của bất động sản ấy của Shell ấy thì cũng tăng, cộng lại thì hiện tại rằng là 333.916 tỷ. Thì Shell vừa vừa mới thu hồi mới có về khoảng 2.500 tỷ từ việc chào bán thành công 252 triệu cổ phiếu với giá là 1.000 đồng, 10.000 đồng trên cổ cho cổ đông vào tháng 7 vừa qua. Dự kiến là cái tiền đấy sẽ được được đầu tư vào các dự án cao cấp như Senlasen, Riverside, và bổ sung cho vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh. Anh chị thấy có thể thấy nhìn thấy là cái giá vốn hàng hóa của quý năm nay so với quý năm trước ấy thì vốn thì có vẻ sụt giảm hơn so với trước
so với khoảng khoảng 10 khoảng trên 10 10 tỷ. Và lãi cộng gộp ấy thì cũng cũng một nhìn chung là so với 6 năm trước cũng giảm đáng kể. Em đánh giá thì đối với doanh nghiệp bất động sản có tài chính lành lành mạnh và có vốn vốn lớn thì lượng tiền mặt có thể là vững vàng vượt qua được giai đoạn khó khăn này, mặc dù là bất động sản thì cũng đang khó khăn trong 2 năm vừa gần đây là năm 2022 và 2023, thì như nói chung là sale vẫn có thể là vượt qua được và cũng hiện tại cũng chưa chưa có gì là lo lắng cho anh chị. Về nợ vay ngắn hạn của và dài hạn của sale thì đã giảm khá nhiều so với đầu năm, thì đầu năm thì hơn khoảng 100 tỷ à 600 tỷ, từ đó là đã giảm bớt gánh nặng về nợ và lãi vay. Bên cạnh đó là về khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn đã tăng 800 tỷ so với đầu năm. Thì trên bảng cân đối ở kế toán tổng hợp ấy thì tình hình chung là tháng 1 nợ vay trả người mua trả tiền trước hạn thì vào tháng 3 tháng 9 năm 2023 đến tháng 1 2023 đấy thì đã tăng này, tăng khá nhiều này. Và phía trả vay ngắn hạn thì cũng thẳng quý 3 đấy so với quý 2 thì cũng tăng tăng lên khá là nhiều. Và vay và nợ thuê tài chính dài hạn đấy thì so với quý 3 so với thì đã giảm đi so với quý 2 rất nhiều. Chỉ có người mua trả hạn thì cũng lượng tiền bắt đầu tăng tăng lên. Cho thấy là doanh nghiệp này vẫn đang bán được hàng và thanh khoản bán hàng được được vào doanh nghiệp ấy cũng lợi nhuận cho sale khá nhiều. Và quý 4 thì doanh thu của sale thì đa phần là tăng đột biến nên là người mua người nên là khoản người mua trả tiền trước trước ngắn hạn thì em cũng kỳ vọng là sẽ lợi nhuận của sale có thể rơi vào quý 4 năm nay và quý 1 năm sau, thì có thể là doanh nghiệp sẽ tăng lượng lợi lãi lên hoặc lợi nhuận dòng có thể tăng lên. Về mặt hàng tồn kho thì có sự tăng trưởng so với đầu năm. Về tạo hàng tồn kho thì quý 1 thì hàng tồn kho thì tăng, thì đến quý 3 thì hàng tồn kho thì bắt đầu giảm giảm đi khá nhiều. Nguyên liệu và công cụ và cũng bắt đầu giảm. Chỉ có phí dịch vụ kinh doanh tháo dỡ thì tăng hơn một chút. Về các dự án dài hạn của SEO thì một số dự án nghỉ dưỡng và dự án du lịch thì trung bình thì được cộng lại thì đều tăng. Quý 3 đều tăng so với quý 1 ở quý 1 và quý 2 năm 2023. Các dự án nghỉ dưỡng của SEO như dự án Sen Vân Đồn này cũng có những trong đang có trong quá trình tu hồi và đang bán thì cũng không bị ngừng trệ lắm nên là doanh thu và lợi nhuận của sale trong giai đoạn này phụ thuộc vào các đại dự án này là cũng khá rõ rệt. Thì nhìn chung là đây cái dự án ở Sena Vân Đồn City đây thì đã đem cho về cho sale khoảng 1.236 tỷ, thì đây là cũng là một dự án lớn của sale. Với dòng dòng tiền mạnh như hiện tại thì em cũng kỳ vọng là sale sẽ tiến nhanh tiến độ thực hiện dự án vào năm trong năm 2023 và
đầu năm 2024. Hiện tại thì sale cũng đang tiếp tục là mở bán ở phân khúc biệt thự One House, Garden City ở Vân Đồn. Thì cái dự án này thuộc nghỉ dưỡng của Sonace Vân Đồn. Thì từ đó có thể kỳ vọng là sale có thể tăng trưởng cả về mặt doanh thu và lợi nhuận vào quý 4 của quý 4 năm 2023 này, và đồng thời cũng có thể là nâng cao mặt hàng, hoàn thiện phần nào kế hoạch kinh doanh năm nay. Bên cạnh đó thì sale cũng có lợi thế thế hơn so với các ngành bất động sản trong cùng ngành, thì về là không nợ nợ lãi nợ trái phiếu đáo hạn thì cũng không 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 bị nợ. Thì trong các doanh nghiệp khác thì cái phần gặp khó khăn và áp lực đáo hạn trái phiếu quý 4 đấy cũng là khá là nhiều. Đây có thể thấy là cái nợ vay trái phiếu này đáo hạn thì không có của sale thì cũng giảm đi, áp lực khá khá đáng kể. Và một số cổ phiếu bị tác động bởi dòng tiền nhiều ấy thì sale hiện tại thì cũng không gặp khó khăn về vấn đề vĩ mô nhiều. Về phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng thì đang là ưu tiên cho dòng tiền tập trung sang, cũng là chưa chưa ưu tiên lắm, nhưng nói chung là dòng tiền đang tập trung vào phân khúc nhà ở xã hội. Và trên thị trường chung thì giai đoạn này thì trong cũng quá trình tạo đáy của thị trường thì nền kinh tế thì bắt đầu đang trong quá trình phục hồi. Thì thị trường bắt đầu phục hồi thì sẽ kỳ vọng là sẽ dòng tiền sẽ quay quay trở lại và sẽ bắt đầu tham gia vào cổ phiếu sau này, và sẽ khả năng sẽ bật lại về cái vùng giá 70, 60 là có thể. Vậy em có thể đánh giá chung luôn là cổ phiếu sale là cũng có kỳ vọng tăng trưởng trong 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 dài hạn. Hiện tại thì ngắn hạn thì đang trong quá trình tích lũy tích lũy và bắt đầu đi nền khá chặt. Anh chị có thể đi qua về một chút về phân tích trong kỹ thuật của cổ phiếu sale này. Anh chị có thể nhìn thấy trên bản biểu đồ thì hiện tại giá sale đang là giá là 22.7. Thì con cổ phiếu này thì đang tích nền và tích nền trên trên đường MA20 khá là chặt chẽ và luôn đi đến đâu là tích nền đấy, và đến đâu thì bắt đầu đang đang nằm trên đường MA20 và vol thì là dòng tiền thì đang chưa vào nên là vol là khá là thấp. Nếu mà dòng tiền vào thì có thể là cổ phiếu này sẽ bật lại. Mặc dù là dòng tiền chưa vào nhưng cổ phiếu này vẫn đang đi tích trên nền MA20 khá chắc, và kể cả dòng tiền không nhiều, khối tự doanh khối ngoại bán dòng khá mạnh như con này thì vẫn em thấy là giá thì vẫn đi ngang và tiếp tục tích nền ở trên đường 12-20 và khá là chặt chẽ. Nếu con này vượt qua giá đường MA20, đường MA20 và tiếp cận cái vùng giá đường MA10 đấy thì anh chị có thể cân nhắc vào được một đầu tư và ăn ngắn hạn, và kỳ vọng dài hạn có thể là sẽ vượt được cái đỉnh trước của nó là đường 24. Nếu mà vượt được thì kỳ vọng có thể lên, bắt đầu lên và lên có thể là đạt được đỉnh cũ của nó có thể là 30, 28, 30, 29. Đấy là em là kỳ vọng sẽ là dài hạn cho con này 39, 30 đây, ở vùng này. Đây là cái vùng giá mà có thể nó sẽ, nếu mà trong dài hạn có thể sẽ bật lại nếu mà tình hình thị trường tích cực. Vùng giá này là cái vùng giá mà con em kỳ vọng sẽ con này sẽ đạt được trong dài hạn. Hiện tại thì con này thì đang đi vol tích nền,
đi phân tích nền là khá khá là chắc, cũng chưa có dấu hiệu gì là thủng hoặc là gì. Có thể là thị trường xấu, nếu mà xấu thì có thể nó sẽ về cái vùng giá 20 hoặc là 19, thì nếu mà thị trường mà xấu quá thì có thể là nó sẽ xảy ra kịch bản như thế. Nhưng nó cũng không không xuống mạnh quá, cái về với cái giá 15 16 là nó cũng không xuống mạnh lắm. Hiện tại thì cũng có thể là nó chỉ quanh quanh ở cái ngưỡng là 20 và 22 thôi. Rồi. Vì con này thì cái những tin xấu và tin tiêu cực thì không không còn. Hiện tại thì những tin tốt thì cho những dự án sắp sửa sửa khai trương hoặc là sửa bán ấy, thì cũng nhiều tin tốt cũng đến với con này. Thì em kỳ vọng nếu mà cùng lắm thì nó sẽ về cái vùng giá là 10 18 à 10 16 17, thì là cái vùng giá mà nằm xấu nhất, nếu mà thị trường xấu xấu nhất là trên trên VN Index ấy. Thì nếu mà thị trường thực sự xấu có thể là về cái vùng giá là 980 điểm, thì em nghĩ là cái vùng giá là của con sell có thể là sẽ xấu. Thị trường mới nếu mà về xấu mà về cái vùng giá 980 điểm thì em nghĩ là con này sẽ phải, thì thị trường xấu thì con nào thì nó cũng xuống thôi. Thì nếu mà con bất động sản ấy, thì cũng không thể nào là tránh khỏi nếu mà thị trường xấu, có thể là sẽ về cái vùng giá là 17 18 nếu mà xấu quá. Nhưng nó sẽ không đi đi xuống ngay như thế được, vì nó phải đi xuống và tích tích lũy nền, như đi đi tích lũy nền như như thế này. Nó phải lên một một đoạn xong này, xong lại xuống xuống test lại vùng vùng là vùng 22 này, xong lại đi lên. Nếu mà kỳ vọng đẹp thì có thể là đi quanh quanh như thế này hoặc là đi lên như thế này. Còn nếu mà trường hợp mà nó trường hợp thứ hai có thể là nó nếu mà đi xuống thẳng như thế này, nó vẫn vẫn test lại cái vùng này, xong nó như thế này thị trường thì nó phải đi thế này, nó mới bắt đầu xuống được cái vùng giá, là nó sẽ không xuống ngay được, nó phải đi xuống và đi test lên một đoạn, thì bắt đầu là nếu mà xấu quá thì nó mới xuống như thế này. Đây là kịch bản 2, à, nếu mà kịch bản xấu của con này. Còn em hy vọng tốt đẹp thì nó sẽ và tiếp tục là như thế này và tiếp tục là đi lên, tiếp tục là đi đi lên như thế này, và kỳ vọng sẽ là vùng giá 28 và 30, 29, 28 và 30 cho anh chị. Có thể là khả năng là chốt trong tương lai hoặc là trong dài hạn. Còn hiện tại thì nó đang tích lũy lên trên đường MA 20 và đường MA, nếu mà nó thật vật được đường giữ được trên đường MA 10 đấy thì anh chị có thể cân nhắc vào, và ngắn hạn đấy thì anh chị có thể là cân nhắc mà chốt ở giá là 24 23 24 cho con này. Trên đây là em đã nhận định về và phân tích về cái con mã sell này. Anh chị nào mà cần em tư vấn hoặc là hỗ trợ một một trong quá trình đầu tư đấy thì nhớ đăng ký trên màn hình nhé, có nhóm Zoom của em, và nhớ gắn mở tài khoản VPS và gắn ID của em vào, sẽ được hỗ trợ vào trong quá trình tư vấn, trong quá trình đầu tư cho anh chị. Trong nhóm thì em sẽ có những cái khuyến nghị hàng ngày trong quá trình đầu tư cho anh chị, để anh chị có thể là có lợi nhuận ở trong trong đầu tư. Còn những anh chị nào mà nhớ đã xem video em lần đầu ấy thì nhớ đăng ký kênh để sớm nhận được những video em đưa ra hàng ngày sớm nhất, để cho anh chị đánh giá và xem. Ok, cảm ơn chị đã theo dõi kênh. Em xin phép được kết thúc video đây.